Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là ngày đầu tuần và mình chúc tất cả các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Và ai làm thì làm cho tốt, còn ai đi học thì cố gắng mà học nha. Ok, video này mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách mod bảng FIFA Online 2019 nha. Ok, mình sẽ cho bạn coi đội hình của mình mới hack xong nha. Đây là đội hình VIP mình vừa mới hack xong. Và nếu như các bạn nào thích đội hình này thì mình có thể hướng dẫn tất cả các bạn hack cho. Ok. Và đây là bản mod UVP chặn blitz nha. Các bạn nào mà thích bản mod này thì các bạn có thể coi lại video của mình và coi mình hướng dẫn nha. Ok. Việc mod bản FIFA 2019 thì cũng là dễ thôi, cũng giống như mod chặn blitz này thôi. Rồi, mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn mod bản FIFA 2019 nha. Bước đầu thì các bạn cần thốt cái game này ra trước đã nha. Mình thốt nè. Ok. Sau khi thốt cái game này ra thì các bạn vô Google, các bạn tải cái mục này xuống này. Các bạn nhấn mục tìm kiếm. Link nó thì mình đã sao chép rồi. Chút nữa mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả video này nha. Ok. Các bạn đợi một chút, đây là một giao diện. Đây là một giao diện mà hồi nãy các bạn vừa mới dán và tìm kiếm tới mục này. Thì các bạn thấy mục tải xuống chưa? Các bạn nhấn vào mục tải xuống. Ok, nó sẽ chạy. Ít. Thì cái loại thì nó sẽ hiện ra loại tiệm này có thể gây nguy hại cho thiết bị của bạn. Bạn vẫn muốn giữ lại bản này thì các bạn nhắn ok giùm mình nha. Nó nói có hại chứ mình đá thì cũng không có hại do lắm nha. Ok, mình sẽ coi nó tải xuống chưa nha. Nó đang tải xuống. Các bạn đợi nó tải xuống luôn nha. Quá trình chờ cái này thì các bạn làm cho mình một việc này đơn giản nha. Các bạn vô Google. Lộn, các bạn vô cửa hàng Face, các bạn nhắn một tìm kiếm AZ. Các bạn ghi AZ V. Đây này. Lộn, mình nhắn lộn nha. Này, cái này nè, Alex TV. Các bạn cài cái này xuống giùm mình nha. Bữa mình có cài và mình quên, mình đã xóa lỡ nên hôm nay phải bắt buộc cài lại rồi. Cái này thì nó tải cũng nhanh thôi, các bạn đợi chưa tới một phút nữa. Đó. Rồi ok, đang cài đặt. Các bạn đợi nó cài đặt. Khi cái này đã tải xong thì các bạn ra cái này nha, các bạn vô Google. Các bạn xem nó có tải xuống chưa nha. Rồi mình sẽ coi. Các bạn thoát ra. Các bạn vô ứng dụng hồi nãy mà các bạn mới tải về. Nè, ứng dụng này nè. Mình đang bắt đầu vô này. Các bạn nhắn ok. Ok nữa. Và không hiển thị. Ok. Cho phép. Sau khi tới cái mục này thì các bạn kiếm mục download cho mình nha. Mình đã thấy mục download như này. Đó. Download, các bạn nhắn vô mục download. Thì nó sẽ hiện ra các bạn mod này. Cái này bạn mod chặn blitz. Còn các bạn mod này này, bạn mod FIFA 2019, các bạn nhắn vô. Các bạn nhắn mở. Ok, khi các bạn nhắn mở thì nó sẽ hiện ra cái mục này. Bạn có muốn cài đặt cập nhật cho ứng dụng hiện nay có này không? Dữ liệu này có của bạn sẽ không bị mắc việc cài đặt, không yêu cầu bất cứ quyền truy cập nào. Các bạn nhắn cài đặt nha. Ok, các bạn đợi nó cài đặt xong. Khi các bạn cài đặt cái này thì đời game hồi nãy mà mình mod chặn blitz thì nó sẽ biến mất và nó sẽ đổi thành cái phục đời game này nha. Ok, các bạn đợi một chút nha. Các bạn đợi một chút nha. Cái này thì nó cài cũng hơi lâu đấy. Tại hồi nãy mà các bạn mà xóa cái kia trước thì nó sẽ tải nhanh hơn nha. Rồi ok, khi đã cài cái này xong thì các bạn ra bộ thốt ra, các bạn đừng mở nha. Các bạn thốt ra, các bạn thấy cái mục đời game cũ của mình chưa? Thì là hình FIFA 2019. Ok, bây giờ các bạn chưa vô lại nha, mình sẽ cho bạn coi cái này nè. Các bạn vô cửa hàng Face lại. Các bạn gõ tìm kiếm đời game.
2019, 2018 ghi lộn rồi. Rồi, các bạn thấy chưa? Nó vẫn hiện là cái hình này, các bạn thử nhắn vô mở nha. Khi các bạn nhắn vô mở thì nó sẽ vô cái ứng dụng mà đời game các bạn vừa mới mod xong đó, FIFA đó. Ok, đó, bên ngoài thì các bạn đã thấy rõ cái này là bản FIFA. Mình sẽ nhắn vô thử nha. Có Neymar, Kevin De Bruyne và Mbappe. Trong này thì có Pochettino và Pogba. Ở dưới có Icardi và Messi. Trên thì hiện Ronaldo và đội hình của mình thì không bị mắc nha. Vẫn là đội hình này. Nhưng số tiền thì nó lại khác. Số tiền chỉ có 900 thôi. Cái này bạn mod và cái này cũng là what? Cái này không mở cầu thủ không giới hạn nha. Các bạn thấy cầu thủ nào thì các bạn có thể mua và mình sẽ quay sơ chỗ này cho tất cả các bạn coi nhé, cài đặt này. Ok, cái này là chỗ cầu thủ, nhắn vô cài đặt. Bí mật gớm. Rồi cái này tìm khó gớm. Cái này cũng là mod gì ta? Cái này cũng thuộc dạng mod logo luôn nha, dạng clip. Ok, mình sẽ đây là sáng tập nha, Mỹ Đình. Ok, thoát ra nào. Ok, và mình sẽ vô đá thử ra xem nó sẽ như thế nào. Cái này là đội hình VIP nha. Mình đang gặp đội Paris Saint-Germain. Đó, bên trong thì các bạn cũng thấy logo của Paris. Ok, đội mình là đội VIP Huyền Thoại nha. Huyền Thoại VIP. Thì mấy đội này có thân hình rất cao. Đó, giới thiệu cầu thủ thì nó cũng khác. Logo nó cũng khá luôn. Cái bạn này đá FIFA là số 1 luôn đó. Mình nghĩ là vậy. What? Trong này cũng hiện cái logo này luôn. Ok, trong này thì nó cũng hiện ABC và có nút di chuyển nhưng nó khác và nó đẹp hơn. Ok. Pele. Yes. Mình đã có bàn thắng đầu tiên do công cụ Pele VIP. Các bạn cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm của Pele nha. Một pha cúp bóng chuyền cho Pele. Pele suýt hoài bóng cắm và trúng góc đó. Ok. Trận đấu vẫn đang tiếp tục nha. Trời, hay quá. Tiếp tục nào. Ronaldinho, Lê Công Vinh. Pele lại. Ok, bàn thắng thứ hai của Pele. Các bạn cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng của Pele nha. Cái này cũng là một pha sút hoài vùng cấm nha. Vẫn là quỹ đạo đó, vẫn là hướng đó. Vẫn là Pele và Pele đã có hai cú sút trúng đích thành bàn. Ok. Ok, Mbappé đang cầm bóng. Pele. Lê Công Vinh. Qua người không được. Ronaldinho chuyền cho Pele. Trời, Pele suýt quá mạnh thôi. Mình sẽ ngừng nha. Các bạn cùng coi lại bàn thắng của Pele trước đã. Yes. Ok, và cái này là giao diện tạm dừng. Giao diện tạm dừng cái FIFA này nó cũng khá nha. Vẫn giống như trận clip thôi. Cái này là nút coi lại. Bên này là lưu. Bên này đổi hướng. Và nút này là nút xem chiến thuật. Với kiểm soát bóng, với cú sút, với gì đó. Ok, để trở lại nào. Và cái này là giúp nút cài đặt game, màn hình. Thử tắt hết đi nha. Rồi, ok. Cái này nút gì đây? Cái này nút đội hình. Ok, mình sẽ bắt đầu lại nha. Qua wow, các bạn thấy chưa? Tắt hết thì nó biến sắc hoàn toàn luôn. Wow. Trời, mình có duyên với quả phạt góc, với cục dọc luôn. Wow.
Thôi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay, hãy cho mình một like và một share và một subscribe nhé. Và chị ta mình quên rồi. Và các bạn nhớ coi kỹ video này và làm theo nha. Và các bạn có thể không làm được thì các bạn cứ comment lại phía dưới video này, mình sẽ làm video này luôn, làm cái bản món này luôn. Và nếu như các bạn không biết làm, ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo mình. Whoa, 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 whoa. Come on, guys. Subscribe. Right now.